Vâng, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh SH nha. Hôm nay thì mình xin giới thiệu đến quý vị chi tiết về phần nội thất của mỗi nhà cấp 4 với kích thước là 6x12. Mong quý vị tham khảo cho mỗi nhà tương lai của mình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy là phần mặt tiền của căn nhà thì có một cửa chính và một lối để mình có thể đi vào bằng cửa phụ và mình để xe nha quý vị. Ở video này thì mình không làm chưa làm phần mặt tiền. Mình chỉ làm phần bố trí nội thất và sau cho quý vị xem. Nếu quý vị thích thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm lên phần mặt tiền và phần mái cho công trình nha. Ok thì chúng ta sẽ cùng đi vào bằng lối cửa phụ của công trình. Đây là phần đi vào phần dưới xe thì có một ram dốc. Và nơi chứa xe thì có thể chứa tối đa là 5 chiếc xe máy nha quý vị. Ok thì tiến thẳng vào thì mình sẽ thấy là một cửa sổ của phòng ngủ nha quý vị. Mình thấy một cửa sổ của phòng ngủ và một bên là cánh cửa vào phòng khách nè. Ok thì vào bước vào phòng khách thì chúng ta sẽ nhìn thấy sơ qua và như thế này. Đây là một bộ sofa và một bàn uống trà. Tiếp theo là một bàn ăn và một tivi. Tivi thì chúng ta có thể sử dụng chung cho bếp ăn và phòng khách luôn nha quý vị. Bố trí như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng cái bàn ăn này một cách và cái sofa này và xem được tivi luôn. Ok thì trên tường thì mình có bố trí một số cái tranh trang trí. Đây là bộ tranh bốn mùa. Này là một số bức tranh thư pháp để trang trí. Và gạch ốp tường thì mình đã ốp lên là 1m6 nha quý vị. Ok thì đây là view phòng khách nè. Đó, mình sẽ nhìn được xuống phòng bếp. Ok bây giờ chúng ta sẽ đi vào phòng bếp nha. Rồi bây giờ là phòng bếp. Bếp đây là bếp. Thì bếp được bố trí như thế này thì chúng ta cũng khá là gọn gàng và để chủ yếu là chỉ để chế biến thức ăn. Và như thế này thì cũng khá là chật hẹp thôi nha quý vị. Bởi vì không gian chúng ta cũng khá là khiêm tốn, chỉ là diện tích là 6x12 thôi nhưng mà bố trí những không gian vào nhiều, rất là nhiều nên là mình phải làm cái bếp này chỗ này. Và khi mà đưa vào sử dụng thì trong video thì quý vị thấy như thế này thôi nhưng mà khi sử dụng thì nó cũng không có gì là bất tiện nữa nha quý vị. Thì đây là tủ lạnh. Tiếp theo là mình quầy rửa chén và sơ chế thức ăn. Đây là bàn sơ chế thức ăn. Tiếp theo là bếp. Và ở trên thì có bố trí một tủ đựng chén và dụng cụ nha quý vị. Để trang trí cho giữa phòng giữa bàn ăn và bếp ăn bếp thì mình đã thiết kế một cái tường gỗ lam gỗ như thế này. Tiếp theo là phòng phòng ngủ. Phòng ngủ thì mình sẽ sử dụng một cái gỗ khác để cho nó ấm hơn. Gỗ này cái gạch khác để cho nó ấm hơn nha vậy. Gạch này là gạch giả gỗ. Tường thì mình sẽ dán giấy dán tường tùy theo sở thích của mỗi người. Đây thì mình đã dán giấy dán tường như thế này. Mong là quý vị sẽ thích. Và đây là cái bàn làm việc. Và một bên thì chúng ta sẽ có cửa sổ và cửa sổ thì sẽ có rèm. Hai cửa sổ thì sẽ có rèm. Rất là thoải mái về không gian và ánh sáng. Tiếp theo là tủ âm tường. Bố trí khá là gọn gàng đúng không quý vị? Ok thì chúng ta sẽ đi vào phòng ngủ thứ hai. Đây là view về phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai thì quý vị sẽ nhìn thấy nó sẽ hơi khác một cái phòng ngủ đầu tiên tí xíu. Vẫn có tủ âm tường đây. Rất là phong cách Hàn Quốc nha quý vị. Quý vị nào mà xem phim Hàn Quốc thì sẽ thấy rằng nó rất là quen. Ok, gạch thì chúng ta vẫn sử dụng gạch tông ấm như thế này. Khi vào phòng ngủ thì nó sẽ dễ chịu hơn nha quý vị, không tạo cảm giác lạnh. Và đây là giường ngủ được bố trí một bên. Tiếp theo là bàn làm việc và tivi. Một bên là làm việc thì sẽ có một cửa sổ với bố trí rèm. Cửa sổ đó thì khi mà mình nằm phòng ngủ thì mình vẫn có thể nhìn ra được và ngắm cảnh vật xung quanh được nha quý vị. Ok, và đây là phòng vệ sinh. Kế tiếp phòng bếp và phòng ngủ này là phòng vệ sinh nha quý vị. Đây mình sẽ vào cho quý vị xem luôn. Phòng vệ sinh thì cũng khá là rộng rãi và thoải mái, và sạch đẹp. Với bố trí là một cái lavabo rửa tay và tiếp theo thì sẽ có là một cái bồn cầu và không gian ít nhất là không gian tắm. Không gian vòi sen tắm thì sẽ được cách bởi một tấm kính nha quý vị, tấm kính cường lực. Có thể là một 8 ly, 1 ly hoặc 12 ly mà quý vị tùy vào kinh phí mà quý vị sử dụng. Rất là sang trọng nha quý vị. Phòng vệ sinh này
và mình yêu cầu phải giữ sạch sẽ, nó sẽ sang trọng. Khi mà ngồi trong phòng khách hoặc là bàn ăn thì chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy được cái bồn cầu nha quý vị. Đây, sẽ thấy đó, nó thiết kế không không nhìn thấy bồn cầu. Quý vị yên tâm nha. Thậm chí trên phòng khách thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cửa vệ sinh luôn. Đây. Đây là khu vực bàn ăn. Bàn ăn thì chúng ta nếu đóng cửa lại thì chúng ta sẽ thấy cái cửa thôi. Nhưng mà không đóng cửa thì chúng ta chẳng vấn đề gì cả. Vâng. Ok. Thì tiếp nối với phòng vệ sinh thì mình bởi vì không gian chật hẹp nên mình đã làm thêm một cái sẵn cái hiên phơi đồ này. Nếu mà quý vị nào mà có đất trống phía sau á, thì nên mở cửa đằng sau này. Còn nếu quý vị nào không có không gian trống đằng sau á, ở những cái lô đất nhà phố á, thì để như thế này, và chỗ này là sẽ là quý vị nên làm cái không gian giếng trời để cho vừa lấy ánh sáng cho căn phòng và vừa phơi đồ được nha quý vị. Và chỗ này thì quý vị sẽ mở cửa sổ này, mở cửa sổ này thì nó sẽ cấp chỗ này là của chỗ bàn làm việc nha quý vị. Mình sẽ cho quý vị thấy chỗ này nè là các bàn làm việc. Đây mình vô này. À, chỗ này là bàn làm việc này. Khi mà quý vị không có đất trống á thì mình sẽ nghĩ là không, chắc là không không mở cửa sổ này được đâu. Bởi vì thường nhà phố thì sẽ không có trống lô đất hai bên này để mình có mở cửa sổ đâu nha quý vị. Nên quý vị hãy mở cửa sổ bên này nè để mình lấy cái ánh sáng từ bên giếng trời á. Đây. Đó. Như vậy mình sẽ hợp lý và nó sẽ được lấy được ánh sáng được cho phòng ngủ của quý vị luôn. Ok thì mình đã giới thiệu xong cái căn nhà cấp 4 bố trí nội thất và cái mặt bằng công năng của công trình. Quý vị nào mà yêu thích, quý vị có nhận xét gì thì để dưới phần comment giúp mình nha. Và mình sẽ hôm sau mình sẽ làm hoàn thiện tiếp phần mặt tiền và phần mái dành cho công trình. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần đo kích thước. Thì đây là phần đây quý vị có thể nhìn thấy là bố trí không gian nội thất ở trên cao này. Đó, đây là phần phòng vệ sinh nè, bếp, phòng khách khá rộng, không gian dưới xe nè, phòng ngủ nè, hai tủ ôm tường thiết kế như thế này. Tiếp theo là phòng ngủ thứ hai và đây là không gian giặt phơi giếng trời. Ok, mình sẽ đo kích thước chi tiết cho quý vị xem. Quý vị nhớ chú ý theo dõi nha. Đây là chiều dài của công trình này, 12 mét nữa quý vị. Chiều ngang là 6 mét, là 12 nhân 6. Ok. Phòng khách đo đến không gian thông thủy là 4450. Chiều ngang của giữ xe là 1830. Phần giữ xe thì khoảng tầm 4 mét nha quý vị. Chiều dài 4 mét nè. Ok, phòng ngủ thì mình đo diện tích cho quý vị xem luôn. 38 nhân cho 32 là phòng ngủ vào khoảng là 12 mét vuông nha quý vị. Phòng ngủ dưới này thì có hơi rộng hơn một xíu. 38 nhân 4 là 4 nhân 4 16 nè. 16 trừ cho 1,9 nhân cho 1,3. Ok, quý vị có thắc mắc là chiều ngang của bếp này như thế nào không ạ? Để nhiều quý vị nói là không gian rất là chật chội, nhưng mà mình đã thiết kế kỹ rồi, nó cũng khá là vừa vặn nha quý vị. Đường đi quý vị cũng còn là 1 mét. Ok, bếp nè, bếp thì là 4230 nhân cho 1780. Phòng vệ sinh là 2880 nhân cho 1780. Ok, để mình đo chiều ngang của cái này cho quý vị xem luôn. Đó là 2050 và bề ngang là 700. Đây, phần nhô ra này là 600. Phần này như quý vị đã biết là 1830. Ok, thì đó là tất cả các chi tiết mà mình nghĩ là cần thiết cho quý vị tham khảo. Quý vị còn ý kiến gì hoặc nhận xét gì về video lần này thì xin để lại ý kiến dưới phần comment để mình tiếp tục cải thiện chất lượng của video nhằm đem đến cho quý vị những cái thông tin thiết thực và bổ ích nhất nha quý vị.
quý vị comment thì đó là quyền lợi của quý vị. Nếu quý vị không comment thì mình sẽ không biết được cái mong muốn của quý vị mà đáp ứng lại đâu. Nên là mong quý vị hãy cố gắng nói những cái tâm tư của mình, chia sẻ để mình biết và đáp ứng lại những cái nhu cầu đó của quý vị. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.